Xin kính chào các bác. Các bác đang thưởng thức một bộ dàn cấu hình là 22 triệu 300, loa 12 triệu 500, âm ly 6 triệu và đầu CD là 3 triệu 8. Vâng, một cái giá mức giá rất là hợp lý với một bộ dàn loa Mỹ. Xin mời các bác thưởng thức tiếp một bản nhạc.